việt nam nợ trung quốc bao nhiêu tiền từ một nước nhận viện trợ trung quốc đã vượt qua hoa kỳ trở thành nước cho vai và viện trợ lớn nhất thế giới việt nam là một trong nhiều nước vay vốn của trung quốc nhưng ít ai biết được quy mô của món nợ mục đích vay vốn và cái giá chính trị phải trả cho món vai đó dữ liệu về viện trợ cho vai của trung quốc được bắc kinh cho là bí mật quốc gia được giữ rất kỹ ngay cả những hợp đồng cho vai giữa trung quốc và các nước cũng có những điều khoản bảo mật khiến cho việc phân tích đánh giá về hoạt động cho vai của Trung Quốc rất khó khăn. Mới đây, trung tâm Sdata của Đại học College of Williams and Mary ở Virginia hợp tác với các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard và Đại học Heidelberg của Đức đã lần đầu tiên đưa ra một bức tranh toàn cảnh về hoạt động cho vai của Trung Quốc và tác động của nó đến tình hình thế giới. Theo báo cáo của Sdata cho đến năm 2008, viện trợ và cho vai của Trung Quốc vẫn kém xa Hoa Kỳ nhưng từ năm 2009, xu thế đó bị đảo ngược và từ đó Trung Quốc cho vay nhiều hơn hẳn so với Hoa Kỳ. Ví dụ, năm 2009, Trung Quốc cho nước ngoài vay 70 tỷ Mỹ Kim, gấp đôi mức 35 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ. Dữ liệu của Ad Data ghi nhận trong 18 năm, từ năm 2000 đến 2017, Trung Quốc đã viện trợ hoặc cho vay để thực hiện 13.427 dự án, trị giá 843 tỷ Mỹ Kim ở 165 quốc gia. Đa số các dự án này nằm trong sáng kiến vành đai và con đường là chiến lược trọng tâm công tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc. Nhưng đáng chú ý là Trung Quốc và Tây Phương phân phối tiền vai theo hai cách hết sức khác nhau. 93% viện trợ và cho vai của Tây Phương thực hiện đúng định nghĩa quốc tế về hỗ trợ phát triển chính thức ODA nhằm phát triển kinh tế và phúc lợi của nước đi vai, tức là các nước đang phát triển có thu nhập trung bình và thấp khoảng 25% tổng số tiền là viện trợ trực tiếp không hoàn lại. Còn Trung Quốc rất hiếm khi viện trợ không hoàn lại, chỉ dành 21% cho các khoản vay ODA, phần lớn là cho vay thương mại mà nước vay phải trả lại với lãi suất cao, thuật ngữ tài chính gọi là OOF. Khi cho các nước khác vay, Trung Quốc không chỉ nhắm mở rộng ảnh hưởng chính trị mà còn đặt mục tiêu thu lợi về kinh tế, chiếm những nguồn tài nguyên và thực hiện chiến lược bá chủ trên toàn cầu là một trong những quốc gia gần gũi Trung Quốc, Việt Nam đã vay bao nhiêu tiền của nước láng giềng? Câu hỏi đó không dễ trả lời vì kể từ năm 2011, Bộ Tài chính Việt Nam chỉ công bố tổng số nợ nước ngoài và chấm dứt việc công bố nợ từng nước. Nhưng theo dữ liệu của Trung tâm Sdata, Việt Nam đã vay của Trung Quốc 18,37 tỷ Mỹ kim trong thời gian 2000 đến 2017. Trong số này, có 16,35 tỷ Mỹ kim là vay thương mại và chỉ có 1,37 tỷ Mỹ Kim là vốn ODA. Việt Nam xếp thứ 8 trong các nước vay nhiều vốn Trung Quốc nhất. Khối nợ này cao hơn nhiều lần so với dữ liệu công bố của chính quyền và chiếm khoảng 5,8% GDP của Việt Nam. Ai là người vay nợ của Trung Quốc? Về đại thể, chính phủ Việt Nam thường vay nợ để bù vào khoản thâm hụt ngân sách do thường xuyên chi nhiều hơn thu. Chính phủ cũng đứng ra bảo lãnh để các tập đoàn, công ty quốc doanh của nhà nước vay tiền thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng hoặc nhà máy xí nghiệp theo các kế hoạch kinh tế mà chính phủ Hà Nội đề ra. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thường được nói tới như là con nợ lớn nhất và hầu hết các dự án xây dựng nhà máy điện của tập đoàn này đều sử dụng vốn vay của Trung Quốc. Các tập đoàn hóa chất, thép, đường sắt và hàng chục tập đoàn công ty khác cũng dựa vào nguồn vốn vay của Trung Quốc. Các quả đấm thép Nói theo từ ngữ của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hầu như điều làm ăn thua lỗ, đốt tiền thuế của dân như đốt vàng mã, nhưng vẫn được chính phủ ưu ái vì cho rằng đó là thành phần kinh tế chủ đạo của một quốc gia xã hội chủ nghĩa. Về phía người cho vay, chính phủ Trung Quốc không đứng ra trực tiếp cho vay mà thông qua các ngân hàng nhà nước Trung Quốc, chủ yếu là ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc, ngân hàng phát triển Trung Quốc hoặc các tập đoàn tư nhân như Huawei Technology đa số các món nợ do vậy không hiển thị trong sổ sách kế toán chính thức của chính phủ Bắc Kinh. Dữ liệu Sdata ghi nhận có đến 385 tỷ mỹ kim được cho vai dưới hình thức này và khi xảy ra tranh tụng thì chính phủ Trung Quốc không dính dáng tới. Sdata gọi số nợ 385 tỷ mỹ kim này là nợ che giấu và chứa nhiều nguy cơ cho các nước vay nợ. Sdata cũng cho biết trong số nợ thương mại 16,35 tỷ mỹ kim của Việt Nam có một nửa là nợ che giấu. Vai nợ của Trung Quốc không hề rẻ. Lãi suất các khoản mà Trung Quốc cho nước khác vay thường ngang với lãi suất thị trường khoảng 3% một năm, cộng thêm 0,5% phí quản lý, 0,5% phí cam kết, tổng số khoảng 4%. Mức tiền lời này cao hơn rất nhiều so với lãi suất của các nước Tây phương và của các tổ chức tài chính quốc tế đều dưới 1%. Trung Quốc buộc các nước vay nợ phải thế chấp cầm cố bằng tài nguyên khoáng sản, các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đất đai và tài khoản ngoại tệ quốc gia, để khi không trả được vốn và lãi, Trung Quốc sẽ chiếm các tài sản thế chấp đó để trừ nợ. Trường hợp của Lào phải giao cho một công ty Trung Quốc quyền điều hành mạng lưới điện quốc gia sau khi vay tiền Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt Yumo nối Lào với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Hay trường hợp của Sri Lanka phải giao cho Trung Quốc cảng Hambantota. Sau khi vay tiền để mở rộng hải cảng này là những ví dụ về bẫy nợ của Trung Quốc. Và như vừa nói trên, phần lớn tiền Việt Nam vay của Trung Quốc là tín dụng thương mại. Nước đi vay phải chịu nhiều điều kiện ràng buộc rất bất lợi, chẳng hạn như phải sử dụng nhà thầu và công nhân Trung Quốc, phải mua thiết bị và công nghệ Trung Quốc, gồm cả những thiết bị và công nghệ mà Trung Quốc thải ra, như trường hợp các nhà máy nhiệt điện đốt than đang được xây dựng ồ ạt ở các tỉnh ven biển Việt Nam việc cho phép hàng chục ngàn người lao động trung quốc sang việt nam thực hiện dự án phần đông đều không quay về nước mà định cư lấy vợ sinh con ở việt nam đã và đang đặt ra những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia và gây phẫn nộ trong dân chúng địa phương các nhà thầu trung quốc có nhiều tai tiếng về làm chậm tiến độ nâng giá dự án lên gấp đôi gấp ba thiếu minh bạch và phẩm chất công trình kém cỏi công trình đường sắt cát linh hà đông ở hà nội bị đội vốn từ 419 triệu Mỹ Kim lên 866 triệu Mỹ Kim và sau 13 năm vẫn chưa hoàn thành đoạn đường chỉ dài 13 cây số là một ví dụ tiêu biểu cho các dự án vay vốn Trung Quốc khiến dư luận hết sức bất bình. Theo Adata, Việt Nam là nước chậm trễ thứ năm trong việc thực hiện các dự án kinh tế sử dụng vốn vay của Trung Quốc. Bình quân mỗi dự án bị chậm trễ 5 năm. Việt Nam cũng xếp thứ tư trong 10 quốc gia có các dự án đầy tai tiếng, tham nhũng. Từ lâu, các cán bộ tài chính Việt Nam đã nhìn thấy tình trạng này, nhưng tại sao Việt Nam càng ngày càng lún sâu vào cái bẫy nợ mà Bắc Kinh đã giăng ra? Một trong những lý do chính là vì các món vai của Trung Quốc không có ràng buộc về cải cách quản trị, về dân chủ, nhân quyền, về tính minh bạch chống tham nhũng như điều kiện vay vốn từ các nước phương Tây. Nói cách khác, Trung Quốc rất biết lấy lòng các nhà lãnh đạo độc tài. Ngoài ra, các doanh nhân Trung Quốc rất giỏi đúc lót, đưa hối lộ cho các quan chức cầm quyền để thực hiện ý đồ. Còn các quan chức Việt Nam thì chẳng quan tâm tới chất lượng dự án hay bẫy nợ, mà chỉ cần tiền tham nhũng để vinh thân phì gia trước khi hạ cánh an toàn. Trung tâm Sdata cảnh báo, nguồn vốn và cho vay của Trung Quốc đang lôi kéo các nước nghèo, lãng tránh các tổ chức tài chính quốc tế như ngân hàng thế giới hay quỹ tiền tệ quốc tế củng cố các chế độ độc tài, tham nhũng và xói mòn công cuộc dân chủ quá. Ở Việt Nam, món nợ ngày càng lớn với Trung Quốc còn đặt ra nhiều rủi ro chính trị và tác động tới chính sách của Việt Nam trước những hành vi đe dọa, cưỡng bức và xâm lấn của nước láng giềng phương Bắc, nhất là trong vấn đề Biển Đông. Sợi dây xích ràng buộc, chủ nợ, con nợ, cùng với sự tương đồng về thể chế chính trị độc tài đảng trị sẽ khiến việt nam khó mà thoát ra khỏi sự khống chế của trung quốc